Sao vậy? Em nghe đây. Tầm 3 triệu mấy, nói 4 triệu mấy thì 3 triệu mấy. Chết luôn tại đi xe mà. Bây giờ thấy SU đồng bộ xong rồi tập tập. Ơi, hello anh em nhá. Đây là chiếc HMO 2020-2021. Đó. Rồi, tất cả là những anh em của chúng ta thôi, chẳng có cái gì cả. Thì hy vọng rằng cái clip mình chia sẻ và mình mới nghe một cuộc điện thoại. Thì cũng có một anh em vừa rồi cũng chết một con IC của Lít và chết luôn hộp SU nha. Thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cái cuối mùa giải. Thì rất mong những anh em nào đang xem cái like này thì chúng ta chia sẻ mặt like. Rồi, Trần Quang Thái, chào sư phụ. Anh em đang xem live thì chia sẻ mạnh lên. Chia sẻ đủ 70 người chơi, mình chia sẻ anh em luôn nha. Đó, xe ở đây là một anh em thợ hết tháo biển số luôn này. Đó, thấy chưa? Đó, tránh tình trạng rồi soi vào biển số mất không khách hàng biết nha. Đó, một con xe kéo ra ngoài đó chú em. Rồi, anh em này giã mâm điện, mâm đồ, két nước rồi giã ra hết nha anh em nha. Đó, nói chung là thợ người ta làm hết rồi. Ờ, thay bó dây điện luôn nha anh em. Đây, khúc dây điện này là hầu như người ta thay hết rồi này. Đây. Đó, thay luôn này. Đây, thay luôn này. Đó, thay luôn rắc IC này. Thì dây điện này nó có hai phần nha anh em, A và B nha. Đó, dây A và dây B nha anh em. Ở đây người ta thay dây A rồi. Đây, thay luôn rồi nha anh em. Đó, thay này. Đây, khúc dây A này người ta thay. Tất cả những cái dòng xe này nó có phân đoạn là hai khúc A và B. Đó, A, B là ở dưới cảm biến nha anh em. Đó, B là ở dưới cảm biến đây. Đây, khúc A này. Khúc này khúc B. Đó, thì khúc A thay hết rồi. Đây, dây mới len keng. Đó, đây. Đây, hộp cầu chì relay thay mới luôn. Đó, thì cái này relay của mình nha. Mình cắm vào mình cho anh em thợ này mượn thôi. Đây, hộp cầu chì cũng thay mới. Đó, và những dòng xe đời mới này cầu chì nó rất ngắn nha anh em. Đó, em trai rút anh cái cầu chì ra cái. Đấy là khúc dây điện A người ta thay hết rồi. Đó, và anh em bóc tắt hầu như nó nát hết dây điện rồi thì chúng ta phải thay thôi. Đó là cái quy luật của một anh em thợ. Chào anh trai Ngô Văn Đạt. Đây thì cầu chì đời mới bây giờ nó như thế này nha anh em. Đó, nó ngắn tùn thôi. Đó, hy vọng rằng anh em đang xem cái video này chúng ta chia sẻ để cùng anh em thợ chúng ta cùng nhau đấy, cùng nhau nhẹ cái tay. Thì chúng ta chạy ngoài đường là chúng ta chạy ô tô là nhẹ chân ga, còn chúng ta chạy xe máy là chúng ta nhẹ tay ga, còn anh em thợ chúng ta là nhẹ dọc dây điện. Rồi, cắm vào em trai. Rồi bây giờ dọc ra hết rồi, bây giờ nó nát quá rồi thì bây giờ tiếp tục tư vấn khách hàng thay dây là đúng rồi. Đây, bộ dây này thay nha. Đó, khúc dây A này thay hết rồi này.
Đó, thay lên cái rắc ổ khóa này luôn là dây A. Đó, SU này dây rắc mới luôn nha. Thay hết. Đó. Rồi cái đồng hồ tiếp tục xỉa ra tiếp. Và bây giờ nó mất điện mà anh em. Rồi con này con đi ốp một chiều. Này ốp một chiều này. Đó, xẻ hết. Nói chung là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần một cái dao dọc giấy thôi là xẻ được đúng không em? Dao dọc giấy bên bé là xẻ được đúng không? Rồi, ok, những anh em nào đang xem like, chia sẻ đủ like nhá. Đó, cắt hết. Bởi vì bây giờ nó mất điện mà, thì phải xẻ thôi chứ. Đó. Đó, xẻ, mà có xe mới này mang vào anh em thợ chúng ta thì nghịch cũng kinh khủng á. Rồi, à, xẻ nói chung là cứ phải cắt thôi. 40 mớt ngồi chơi rồi, chia sẻ nha anh em. Đó, chia sẻ mặt lên. Rồi, Hải Hoài chào toàn thể anh em nhá. Chia sẻ cái bio cái clip này lên nhá. Quạt cái cho mát nha. Phải đo đi ốp một chiều mới đo nó lủng không. Nó lủng thì nó sẽ nhạy đây. Chia sẻ lên anh em ơi. Chia sẻ lên để Đình Tuấn chia sẻ, thiếu người là mình không thể nào chốt bài nha anh em nha. Đây, dây rắc DC. Rồi, nhãn hàng chất lượng nha. Nhãn năng lượng. Rồi cái này 2,16 lít chạy được 100 km. Thì mình bao với anh em, không thể nào xe nào mà nhiều lúc anh em cứ bảo ở xe ga chạy được 1 lít xăng chạy được 50 cây không, thì không có anh em. Đó, nhà sản xuất người ta đã ghi ở đây hơn 2 lít này mới chạy được 100 cây. Đó, nhiều lúc là 2,16 lít thì lúc nhiều lúc có phải là 2 lít rưỡi mới chạy được 100 cây chẳng hạn như vậy. Đấy, số loại. Đấy, đó, nhà sản xuất công ty Honda Việt Nam. Dung tích xi lanh 124,8. Đấy. Ok. Anh em nào chia sẻ đủ số lượng thì mình sẽ chốt vào cái ban này, mình sẽ hướng dẫn mọi người kiểm tra, mọi người đừng có cắt như vậy nha mọi người, toang hết xe người ta ra đấy. Đúng không? Một xe mới này và bảo anh em cắt như thế này. Thì con xe này hôm qua mình đã đăng lên rồi. Hôm qua thì mình chưa về. Thì hôm qua thì anh em thợ. Đấy, anh em thợ thì ở nhà. Thì hôm qua mình mới về. Thì bây giờ mình buổi trưa này mình mới live stream cho anh em. Đủ con xe như thế này thật sự để chúng ta dọc ra làm như này nó quá tiếc đi. Không biết là nó bị cái gì mà các bạn lại bóc tắt tới mức độ như vậy. Ghê quá. Đấy, sót con xe lắm anh em ạ. Bản thân ai cũng vậy. Bản thân anh em chúng ta cũng vậy. Có tiền thật sự mua con xe này. Đấy, con xe này đơn giản nó như vậy. Chúng ta ra tiệm, chúng ta nhìn thấy những anh em thợ mà bóc tắt như này ra thì thật sự chúng ta cũng cảm thấy sót. Bởi vì chúng ta mua được con xe này chúng ta phải bỏ mồ hôi mà. Rơi nước mắt ra thì chúng ta mới tiết kiệm được mua con xe này. Mà vô tình nó bị bận hoặc là nó bị cái gì đấy mà mang ra tiệm anh em thợ chúng ta. Chúng ta lại dọc ra thế này, dọc ra thì quấn lại cũng bình thường. Nhưng thật sự nó không có gì. Đấy, nó không có sự đẳng cấp. Đấy, ghê thật. Đấy, dây điện thì đã thay rồi. Đây, rắc này rắc mới luôn nha. Đấy, rắc này để đăng ký FOP. Rắc này để chúng ta nhập thủ công. Đấy, khi bị mất chìa hoặc đồng thời hết pin. Nguyễn Định xin chào anh. Đó. Đó là thay ok dàn cầu chì này hầu như nó chỉ có 8 cái thôi. Đấy, cầu chì của xe mà trang bị phanh ABS là 10 cái. Còn cái xe này không có ABS là 8 cái cầu chì nha anh em.
cũng hoạt động bình thường. Relay 9, relay khởi động để vào sạc. Rồi hai người nữa đủ 70 người chơi đi anh em. Ok, Phước Hồ FI. Phước Hồ cũng là một cao thủ có tiếng tăm về hệ thống giới FI ở, đang ở Nha Trang. Nếu anh em nào khách hàng nào khu vực Nha Trang thì khé Phước FI, Phước Hồ qua số điện thoại 0909000 có. Bởi vì không nhớ số của Phước FI, Phước Hồ. 70 người rồi. Rồi, 70 người. Phú Đồng, chào anh Tuấn. Ban gì vậy? Em mới vào, mới vào thì bây giờ mới chốt ban. Minh Uy, lâu quá không gặp em trai, dạo này công việc khỏe chứ? Lê Xuân Giáp. Rồi. Đó. Rồi, tổng mát. Mẹ dây điện này mới thay mới ghê nhỉ. Chiều bảo mày mang bộ dây điện lên gấp, mày mang bộ dây điện hư lên cho ăn gấp. Chưa, dạo này ăn xong cứ đi chơi không à, anh em nhìn thấy tay này. Tay này toàn là cứ bắt FI không. Mấy tay này sờ đàn bà là nhiều. Ôi đẹp trai gớm nhỉ, đẹp trai gớm. Đội. Rồi, 83 người chơi SH Mo nha quý vị. Rồi. Con này có bán luôn 45 chai thì bán luôn cho rồi, mua luôn cho rồi. Xe khá là mới nha anh em. Xe này rất còn mới. Mới len keng. Ok, chúc em luôn luôn thành công trong cuộc sống nha Minh Huy. Rồi, xin chào mọi người. Thì hai ngày nữa anh em nào ở đây mà có tham gia khóa học trực tiếp thì Tuấn dạy hai người, thì anh em nào có ghé thì ghé luôn nha. Khóa học trực tiếp thì khoảng 2 ngày nữa, anh em nào ok gần đây thì học nha, cho vui nha. Lâu rồi không xem được Tuấn live stream trực tiếp, chỉ xem được trên nhóm hội. Ok, let's wrap. Rồi, mình sẽ vào vấn đề. Đó, thì không có gì khó nha. Thế không có gì khó cả, cái quan trọng là anh em có cái tài liệu này là anh em bật được hết thôi. Nè. Đấy. Đấy, không khó đâu. Rồi. Rồi, chân đã hát mò rồi em trai. Đấy, quan trọng là các bạn có thế này này, các bạn đừng có 25 à. Nhớ chân thế nhỉ. Đây. Ơi, SH Mo ở không APS. SH Mo cái này có APS. IC được mang ký hiệu K1NA. Rồi, ok. Thì các bạn có cái này các bạn lùng ra ngay thôi. Đấy, nó cực kỳ là dễ nhá. Chân ECM SH Mo 2020 không APS. Cũng IC trắng trắng thôi. Rồi, cái này mình chỉ làm lấy tiền công. Đúng, lúc sáng nay mình đã gọi đúng 500.000. Là một tờ châu xanh. Thì bình thường chúng ta đi massage rồi 500 là không đủ đâu. Đủ 500.000 mình sẽ làm cái ban này. Thì anh em này có IC mới không dám cắm. Đó. Yeah. Thật sự IC thì nó nằm ngay ở đây mà thật sự anh em không dám cắm. Có mối rút con IC cũ ra. Cắm con IC mới vào nhưng thật sự không ai dám cắm. Thì hôm nay mình mới gọi cho anh em này, mình chốt cái ban này là 500k. Yeah. Được thì mình mới làm. Chết mình đền. Đó. Và nhiều anh em còn suy nghĩ xong bảo anh ơi 400 ngàn có được hay không. Thì mình xin chia sẻ cái video này đặc biệt anh em thợ ở An Nhơn. Mình làm nghề này không phải là bó rau con cá ở ngoài chợ. Đúng không ạ? Anh em miễn trả giá. Anh em phá con xe như thế này mang tới mình bắt đúng 500 nghìn đồ của anh em. Đó, cái rờ le này mình cho mượn. Tí nữa anh em mang rờ le vào. Rồi mình trả cho anh em rờ le. Đấy, mình lấy rờ le mình ra. Đấy, cũng IC. Đấy, anh em đưa cho mình nó mới như thế này. Chỉ cần fix một cái là nó lại xịt khói. Anh em mới ghê không? Ở trong hết mà, người ta nhiều đồ lắm. Mà đôi khi nhiều đồ mà người ta cũng không dám mạo hiểm. Đó. Bởi vì loạn quạng cái này cái là mất khoảng tháng lương với anh em nào mới vào nghề.
đặc biệt mặc cái áo trắng. À, sợ mất bốn củ đó sư phụ Trần Trung. Nên ở đây mình nhận 500 nghìn một tờ châu săn. Đấy thì hôm qua mình đi tam quan thì nó bay vài tờ rồi. Thì hôm nay về nhà mình kiếm có tờ thôi. Thật sự để mà nói tờ châu săn kiếm rất khó. Nhưng khi đi chơi, đúng không ạ? Tờ châu săn hầu như nó ra. Có rẻ không em? Quá dễ. Quá dễ. Đó. Quá dễ tờ châu săn. Ờ, quay mặt lại em có ngại không? Có gì mà ngại. Rồi. Cậu này vừa rồi học ở đây một tháng chưa chịu xuống núi. Rồi cậu bảo ở lại nửa tháng nữa mới xuống núi. Ok. À, nửa tháng nữa thì về lại Hà Nội nhá. Không đi lòng vòng, cứ ở đây mà phá. Cái quan trọng là cái này này. Nhớ tốt, không nhớ thì ghi vào. Và dự định tí nữa là mình sẽ tại 2 ngày nữa mình sẽ dạy một anh em ở Hà Nội. Nghe nói anh em sẽ bắt máy bay vào đây. Học xong tặng mình một cái sim VIP. Thì mình chưa biết là cái sim nó có VIP như thế nào. Đấy thì 2 ngày nữa anh em nào có tham gia khóa học trực tiếp. Đấy, sắp xếp được thì anh em tới đây. Một, hai người cũng dạy. Quan trọng là số tiền. Đấy, ok. Còn ở lại đây thì bao nhiêu lâu thì quan trọng là tùy theo mọi người. Cứ ở đây cái dàn xe mọi người đập nhả đập nhả. Đấy, Hà Nội không vội được đâu. Đấy, đi hết rồi, tay ga sân dần. Cậu không phải hỏi cái nói điều đấy. Đi tá lại hết, đi VIP cơ. Thời buổi này ai đi cầu vào gì nữa cậu. Nè, dân tiền nhiều không đi cầu vào gì nữa. Rồi, nhá. Rồi thì ok, bây giờ mình sẽ bật khóa điện lên nè. Đủ dày ghê quá. Đó, đây. Rồi, anh em chúng ta cùng nhau hội ngộ. Đó, rất dễ thôi. Cái này đặc biệt anh em phải kiểm hết đường dây cho Đình Tuấn nhá. Tuy cái dây này nó đang lồm phồm như này nhưng phải kiểm tra hết. Nhá, đúng nhá. Đây. Còn cái này là thay hết rồi thì không nói, không thay thì anh em cũng phải đo, đo kiểm. Đấy, còn cái này anh em phải đo, chắn chập ra sườn nha. Đó, cái này nối tạm bợ tí chỗ này thôi. Đó, cái này phải hàn chì lại, còn dây nối này anh em thay hết rồi. Rồi, đây. Đó. Nếu một ngày nào đó anh em thợ mình bật khóa điện lên, có tất cả đèn đồng hồ. Đó, cái đèn này là nó hiện thị là một cái đồng hồ lập cái nguồn 12V. Đơn giản chúng ta lấy cái đồng hồ ra ngoài, chúng ta cấp một cái điện áp vào để chúng ta xem cái đồng hồ nó bao nhiêu olio và đồng hồ còn sống không để anh em mình tua. À, hiểu không? Đó, nhưng ở đây tất cả là hệ thống FI mất, mất đèn FI. Đây. Đó, đây mình chia sẻ nhé, đông tí nữa mình chia sẻ hay hơn. Đó. Đấy. Cái này nó chỉ là một cái nguồn, một cái điện áp nó cấp vào cái đồng hồ này nuôi sống. Rồi, không có đèn mil. Đó, thì anh em thợ chỉ cần đơn giản loại trừ cầu chì tẩu. Chúng ta kiểm tra ngay cầu chì FI. Nha. Đây. Rồi, bật khóa điện. Rồi cái bóng đèn của anh đâu rồi? Bóng đèn này nhìn ghê đấy. Sắp đứt nữa rồi. Đứt rồi đi đó. Đứt nối rồi lại chứ. Rồi, lúc này anh em mình tiếp mát. Cái này chúng ta loại trừ cầu chì tẩu. Loại trừ relay. À, anh em chỉ cần kiểm tra cầu chì FI, cái dây màu đen sọc trắng này. Đây, cầu chì 7,5A. Đó. Mình lấy tay phải mình làm đi, tay trái nó có lúc thả lụm thụm mà. Đây, cái dây này nuôi cho FI này. Đó, ok. Đấy, còn cầu chì tổng 20A này không quan trọng. Đấy, cầu chì này nó hư thì nó sẽ mất hết. Rồi, gặp một người thợ bình thường giống như Đình Tuấn ở thôn quê kiểm tra hết cha luôn. Đấy, chọn vào đây. Đó, chọn vào đây sẽ là 4 cầu chì ngang hàng. Bên này 4 cầu chì. Trong ngoài, trái phải, chọn. Chọt. Chọt. À, như kiểu một người thợ tam mao đi. Nha, tam mao. Tam mao. Ok. Đó, không cần phải rút. Đó. À, 8 cầu chì thì chúng ta sẽ thử là 16 lần. Đó, một lần là cứ hai cái chọt. Nhân lên 8 là 16. Đây, ok. Cầu chì ngon. Ở đây hai con relay này không cần kiểm tra. À,
Tầm 7 tay ga Xuân Dần, vậy là sai rồi. Hai cầu chì trước khóa, 6 cầu chì sau khóa. Dần ơi, coi lại sơ đồ này nhé Dần. Đây. Đây. Dần phải coi lại sơ đồ này nhá. Cầu chì này có hai cầu chì trước khóa rồi đúng không em trai? Coi sơ đồ em kia phải. Đó, hai cầu chì trước khóa nha. Đây, tắt khóa đi Dần. Dần cứ trả lời tầm bậy tầm bạ không. Đây. Đây Dần. Đây Dần. Hai cầu chì này trước khóa nha Dần ơi. Đấy, mình chỉ cho anh em nhiệt tình luôn nè. Đây, khi chúng ta tắt khóa chỉ có hai cầu chì trực tiếp. Đó. Được chưa? Một cầu chì tàu. Mấy một cầu chì này không nhầm là để nuôi SU. SU. À, nó chạy về chân 33 của con SU này. Đó. Đây, 33 là cái dây màu xanh lợt sọc đen. Để cho chúng ta tìm xe được đấy. À. Ok. Rồi. Bật khóa điện lên. À, tất cả đo lại một lần nữa. Đấy, 6 cầu chì này sau khóa, ok, lướt. Rồi, lúc này đồng hồ vướn mất FI như thế này thì chúng ta đơn giản, nhưng chúng ta phải kiểm tra cái lỗi tại sao, nguyên nhân tại sao chết nhá. Đây. Đó, 135 người chơi đang chia sẻ thì chia sẻ mạnh lên ăn Dần ơi. Dần xem online của Tuấn mà Dần không chia sẻ thì Dần Tuấn cũng buồn Dần lắm ấy nha. Nhá. Rồi. Ok. Lúc này em trai bên đó rút anh cục IC. Rồi, cầu chì ok. Ra rút rắc bên kia em trai. Rồi, anh em nào cần tài liệu thì comment nhá. Đứng đi. Ui, trời. Bóp vào anh em vào. Đó. Rồi, anh em mở tài liệu. À, không biết cái gì thì cứ chậm chậm một chút, à, quen rồi thì 1 phút 30 giây. Rồi mở tài liệu. À, chân số 4. Nguồn 12V sau khóa. Đấy, vào đúng cái chân của SHMO 2020 không APS. Thì tất cả mọi thông tin thắc mắc muốn mua tài liệu thì liên hệ vào cái số 0909 755993 Zalo. Anh Tuấn ơi, bán cho em full bộ tài liệu. Ê, mua 1 tặng 1. Ê, ok, dây số 4 12V sau khóa. Rồi, chúng ta đơn giản không cần dùng cái gì to tát. Dùng một cái bóng đèn này tương đương làm cả kẹp cả dây, cả tiền cà phê, rơi vào tầm khoảng 20.000. Rồi, mua cốc cà phê về làm. Đó, chỉ cho anh em nhiệt tình, mai mốt anh em làm không được là anh em toang nha. Đấy. Cứ ok, cắm IC và lại xì tiếp thì lại toang thôi. Rồi, cái rác ra đây. Rồi, số 4. Đầu tiên sẽ là dây màu sân biển. Số 2, số 3. À, đây rồi. Rồi, em trai cắm cho anh cái nào. Đó. Rồi, ok. Rồi, tắt khóa này. Bật khóa này. À, tắt khóa này. Bật khóa này. Ok, rồi, em trai. Rồi. Thì lúc này chúng ta kết luận rằng cục IC này lên đường. À, ra đi. Và đặc biệt cái xe của Honda. À, nói chung và toàn xe nói riêng. Cứ cái thằng kỹ sư thiết kế IC nằm ở đây. Thì chuột ở đây nó sẽ làm ổ. Và đương nhiên nó ngủ ở trong này qua đêm. Thì IC này sẽ lên đường. À, cái này chết do nguyên nhân chuột cắn. À, thì ok, chúng ta coi dây ok, đấu vào. Rồi, rút ra em. À, cuối clip mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái pha hay nữa. Rồi, đặc biệt anh chị em khách hàng đi xe ga thì tí nữa chờ em tới cái clip cuối cùng. Đó, em chia sẻ cho đỡ mất tiền oan. Rồi em biết xuống dưới luôn. Chục cha ở đây luôn rồi. Đó, quăng đó, tí nó lại sống lại. Rồi, em trai lấy cục mới. Rồi, cục này sẽ là cục trắng. Rồi.
Rồi cục này thì bây giờ là hên xui, mình sáng giờ chưa dám cắm. Đó, sáng giờ mình đo dây thôi. Thì cục này là hết nó mới cầm qua. Nãy nó mới cầm qua hôm nãy à? Rồi, nó mới cầm qua. Thì bây giờ chỉ là cái hên xui. Một là cái là xịt khói, hai là ok. Nhưng bây giờ anh em phải kiểm tra dây ok hết rồi thì cắm vào. Rồi. Rồi, trước khi thao tác thì tắt khóa điện. Đấy. Rồi, ok, nhìn nhìn. Bộ mình nhất rồi em trai. Nhỏ nhất rồi. Rồi, chuột ngủ qua đêm nữa, gặp anh em thợ nữa. Nhất cũ thì không được cái gì đâu. Đó, bôi ở đầu rắc này. Thầy, thầy cũng làm tình kia tí nhỉ. Trời nhớt, trời phí nhớt tí nhỉ. Rồi, y xe này y xe trắng nha. Kéo lộn rác. Không lộn rác được đâu hả? Nhìn chân cũng nhiều chân, không lộn được. Chắc to, rất nhỏ. Rồi, dây dựa ok không? Tí ăn cơm xong bỏ dây điện lại nha. Rồi bây giờ chúng ta 1, 2, 3 One, 2, 3 à, ra cái gì, ra cái gì. Rồi đầu tiên anh chị nhấn núm khóa. Nhấn à, nhấn núm khóa nó sẽ dập mát cho SU chân của 26. Đấy. Thì lúc này SU tiếp tục cho cụ từ kích xoay. Có đèn chất, có bơm xăng cho em. Nó xịt khói không? Khói lên không? Khói lên kẻ to. Nó nổ lên được rồi. Rồi, em trai bác Thắng. Rồi, cái này mà chúng ta muốn tắt bỏ cái đèn này. Và cái đèn FI này không cần dùng máy. Anh em muốn tắt bỏ cái này tạm thời đi. Anh em tắt bật khóa điện cho vòng khoảng 3 lần. Mỗi lần khoảng 3 giây. Nè. À, tắt tạm thời cái đèn FI. Bật. Tắt. Bật. Tắt. Bật. Tắt. Sao văn này lâu tắt thế nhỉ? Bật. Đê. Chắc đang lỗi lầm gì nữa không? Chết cha. Chỗ nghịch thế. À, ba lỗi mô bình sườn thế nào tắt không được. Đấy, cứ nghịch thế này, ông cụ con này, thằng này này. Mẹ cụ con này. Quậy ghê gớm. Báo lỗi 91. Mở. Tắt. Mở. Tắt. Mở. Tắt. Mở. Đó, anh em thấy không? Ở đây, do nãy nó bị một cái thằng đại tử nó chơi, nó rút mô bình sườn ra ba lô chỗ 91 nên chúng ta tắt cái tạm thời cái núm khóa này 3 lần, mỗi lần 3S thì nó tắt nha. Rồi, nó này. Làm hết cả hồn cái thằng này thật. Đó, anh em thấy không? Ô xì kê. Đó. Ngon lành. Rồi cái này hiện tại chưa có nước nha anh em, thì mình đổ ít thôi. Đó, nước ở đây chưa có. Đó, cái rắc này rắc 3 pha ở đâu nhờ. Ồ, nó chạy đó luôn à. À, chà chà. Cái này dây từng cống cũng không có rắc luôn. Nó liền rồi trong cái bó dây điện luôn. Đây, rắc đây là. Chắc anh cháu. Rồi. À.
Vỗ tay anh em ơi. Đó, dây điện đây lẹt hè không quan trọng. Tắt. Bật. Bóp thẳng em trai. Đó. Đủ ghê quá. Đức. Ốc đâu rồi ta? Thôi tí cuốn lại luôn, tí cuốn lại. Thôi được rồi, được rồi. Tí cuốn lại sao em? À. Để cha nó tí cuốn lại đó, để mà. Để chi mới tí cuốn luôn. Rồi lấy anh cái jack CKV ra. Rồi hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sản phẩm mới ra lò. Rồi cái bộ này bây giờ mình đã làm lại. Và đồng thời nó tích cóp. Nó làm cái gì? Nó kiểm tra được cảm biến VSS là cảm biến km. Và đồng thời nó làm được cái gì? Nó kiểm tra được cảm biến APS. Đó. Rồi. Và nó làm gì? Nó kiểm tra được VS của Yamaha. Đây. Đó. Và nó kiểm tra được VS của Honda. Và nó kiểm tra được cái dây của APS cho tất cả những dòng xe, dù Honda hay IA, cứ miễn sao nó là APS. Đó. Và nó kiểm tra tất cả giá trị điện áp từ IC cấp xuống CKP, để chúng ta biết rằng cục IC này sống hay là đã chết. Giá trị điện áp cấp xuống CKP. Và chúng ta kiểm tra được giá trị điện áp từ IC cấp xuống 3 pha là ở 3 cái dây cho anh em xem. Đỏ vàng, đỏ trắng, đỏ xanh biển. Dây này chúng ta sẽ tiếp vào mát, là kẹp vào mát bằng kẹp cá sấu. Đặc biệt ở đây buổi tối nay hẹn anh em 20 giờ mình live stream cho anh em một cái ban chết CKP liên tục. Nếu một ngày nào đó anh em biết thì cái bộ này nó cũng chỉ ra cho chúng ta tỷ số là chúng ta phải xử lý ngay cục IC, không tiếp tục chúng ta lắp CKB vào lại chết. Và đồng hồ này hiện thị cho chúng ta 5 cái bóng đèn LED để biết rằng giá trị điện áp từ IC cấp xuống CKB là cái dây màu nâu sọc đen có bị quá áp hay bị tụt áp hay không. 4 dây này cho anh em biết là dây này sẽ là dây màu xanh biển sọc vàng, xe này đứt, xe vấn đề được nhưng mất lửa, mất phun. 3 dây còn lại là 3 dây tín hiệu trắng đỏ, trắng đen, trắng sân biển. Đấy. Thì các bạn có thể nhìn vào đây, U, V kép. Đúng không ạ? V. Đấy. Và cái dây này sẽ là dây màu sân biển sọc vàng. Ở đây hiện thị bóng đèn VS. Ở đây hiện thị bóng đèn APS. Ở đây hiện thị 3 bóng đèn 3 pha D1, D2 và D3. Tất cả bằng đồng hồ lớn cho chúng ta dễ sử dụng. Với cái bộ này giá cực kỳ là rẻ, anh em mua tặng một bộ tài liệu chân IC. Ok. Đây. Mua cái bộ này hôm nay các bạn đều được tặng một quyển chân IC. Đúng không ạ? Chân ECM phun xăng điện tử PGM FI 2022 và phun về chân SU tất cả những dòng xe. Đó. Và hầu như đầy đủ cho anh em trong quyển này, chỉ cần các bạn đăng ký ngay phút này thì các bạn sẽ nhận ngay quyển này. Rồi bây giờ mình sẽ minh họa và đồng thời demo cho cả nhà. Rồi. Ở đây. Đó. Cái này là từ IC. Ok. Rồi anh em sẽ tương đương với những cái jack này anh em cắm vào. Đây. Ok. Đó. Rồi xong. Bộ này không cần phải cấp nguồn hay là điện áp cái gì cả. Các bạn chỉ cần nhìn ở đây và đồng thời bật khóa điện lên. Nó sẽ hiện thị cho chúng ta giá trị điện áp. Đó, ở 5 bóng đèn này tương đương nó mới gọi là thông số chuẩn. Chuẩn làm sao? Là chuẩn để chúng ta nhìn thấy giá trị điện áp từ IC cấp xuống cho CKB là cái dây màu nâu sọc đen. Nó sẽ hiện thị bằng volt. Đây. Nếu mà cái này xuất hiện khoảng 15V, 17V thì các bạn biết bị cái gì hư không? Nếu mà cái này xuất hiện khoảng 4V thì các bạn biết bị cái gì hư không? Nên xin ra cái đồng hồ này để các bạn biết rằng giá trị điện áp. Còn ở đây sẽ là 4 sợi dây.
tương đương với 3 sợi dây trắng sọc và dây màu xanh biển sọc vàng, điện áp tới 7 cho tới 10V. Ok, ở đây là cái mức điện áp là IC cấp xuống CKP tốt. Còn nếu ở trong này có 4 bóng đèn LED, có một LED không sáng, giá trị điện áp sẽ bằng 0 là nhỏ nhất, thì anh em hãy kiểm tra ngay sợi dây đấy đo thông mạch về IC. Ví dụ dây này điện áp sẽ là 0, thì anh em chỉ cần đo cho Điện Tuấn là cái dây màu trắng sọc đỏ chạy về chân bao nhiêu của IC, thì mở ngay quyển tài liệu thì các bạn sẽ biết ngay chân là chân bao nhiêu. Chỉ cần đo thông mạch thì các bạn biết ngay chân IC đó là hoàn toàn tốt. Kết luận còn lại là chết mặt IC. Đó, như thế này thì anh em biết rằng giá trị điện áp tốt. Lúc này anh em tháo ra thay CKB, không cần phải chọt chẹt. Không cần phải chọt chẹt, lỡ may nó đụng cạn làm chết IC hoặc đồng thời cháy cầu chì. Rồi, cái này là điện áp tổng. Rồi, anh em nào ok mua cái bộ này thì tặng anh em bộ tài liệu nhá. Bộ này, đợt này thì hầu như đầy đủ cho anh em. Đó, inbox để có một cái giá hữu nghị cho anh em. Ê, APS. Thì hẹn anh em tối nay mình sẽ review cho anh em vào tầm giờ, đúng không ạ? Vào 20:30 giờ Việt Nam. Đó, nhớ anh em đón xem giờ Việt Nam nhá. Ok. Rồi, và cục này có thể nằm ở giữa, đúng không ạ? Gọi là mẹ bồng con, bố bồng mẹ, để cho khởi động được, để anh em biết rằng giá trị điện áp nó là bao nhiêu. Rồi, tiếp tục chúng ta xử lý. Đúng không ạ? Thời buổi này công nghệ giá tiền lại cực rẻ, chúng ta lại dễ phục vụ, đúng không ạ? Không bao giờ sợ những cái xe điện từ nó hẳn. Đây, ok, điện áp từ nhỏ cho tới lớn. Khởi động em trai. Ok, nổ được động cơ 5V. 4V mấy, 5V. Giá trị điện áp ở đây khi nổ máy không quá 15V hoặc là hơn 12V. Ok, điện áp này từ IC cấp cho CKB. Rồi, anh em nào ok tặng ngay bộ tài liệu, tặng ngay bộ tài liệu vào phút này luôn nhá. Rồi, Lào gọi này anh em này, đó, số điện thoại Lào mới gọi này. Ok, nổ tài khoản bao ship nhá. Ok, bộ VIP nha anh em. Rồi, ở đây là chúng ta kiểm tra APS. APS. Đồng hồ điện hiển thị cho chúng ta rất lớn nha. Đồng hồ này thì xài bao xài nha. Rồi, bao xài tận già không hư đó. Rồi, APS. Rồi, cái này cảm biến VS của Yamaha, cảm biến VS của Honda, tất cả chúng ta đều chơi được hết. Thời buổi công nghệ 4.0, anh em sử dụng cái bộ này cực kỳ là đơn giản, không bao giờ FI bị ăn hàn nữa. Em một bộ ok, Zalo 0909755993 anh em nhá. Tặng ngay bộ tài liệu này luôn. Tặng ngay bộ tài liệu này combo, anh em về nhà tha hồ tra cú. Đây, nháy dài ngắn ngắn dài, SU không đồng bộ anh em thấy không? Cái này là anh em có thể kiểm tra tất cả A Black Lead Vision Lead Valio. Cái này chân Sparky của SH, đúng rồi, SH mới bây giờ cũng như vậy luôn. Rất hữu ích cho anh em Vision. Rồi, Palio, mát công tắc đè dương 12V từ chip top cấp, rắc đăng ký SU và FOP và ECM, tín hiệu đi và về, mát SU, anh em thấy không? Quá VIP luôn, VIP ghê luôn đó anh em ơi. VIP. Chia sẻ cho thầy đi anh em ơi. Thầy hôm nay chốt cái bàn này ngon quá, mai mốt học trò về nhà cắm IC có xịt không biết. Rồi, tất cả thông tin thắc mắc anh em liên hệ vào cái số điện thoại 0909 755 993, Zalo đặt hàng anh em. Ok, phải không, để chúng ta biết rằng giá trị điện áp nó là bao nhiêu. Liên hệ ngay thì toàn phút này để anh em được đặt lịch nhá mọi người ơi. Mọi người yêu mến mình đi mọi người ơi. Tay nghề mình không giỏi đâu anh em ơi. FI này bắt cái chết mọi người ơi.
trong tay mình có tài liệu, có app thì FI này bắt cái chết, nhưng cái quan trọng anh em phải biết là nó chết ở đâu để chúng ta loại trừ ra. Đừng để cắm IC vào nổ trong vòng khoảng 15 phút nó lại chết tiếp. À, thì cái đó hầu như nó rất chi là mệt. Tega Định Tuấn trân trọng kính chào quý khách. Rồi anh em có gì để vào cái số điện thoại Zalo kia nhá anh em nhá. À, bật tiếp. Đây anh em thấy không? FI lên đây. Đồng hồ hiển thị cho anh em từ 0 cho tới 7 đến 10 V nhá. Đấy, điện áp từ giá trị thấp cho tới giá trị cao. Và đặc biệt cái này IC cấp cho CKB nó phải chuẩn nha anh em, 10 đến 11 V. À, bộ này rẻ lắm anh em ơi. À. Ơi, bộ này rẻ lắm anh em ơi, làm công lấy lời kiếm bộ 100.000 anh em ơi. À, trời ơi anh em ơi, đẳng cấp không? À, anh em phải không? À, hôm qua mình đi chơi nhiều tiền quá anh em bây giờ anh em phải ủng hộ mình 10 bộ này thì mình mới bằng cái tiền hôm qua đi chơi được. Phải 20 bộ chứ nhỉ? 20 bộ. Chốt đi anh em ơi, tiên xa ơi, múc đi anh em ơi. Văn Đạt ơi, ok, nổ địa chỉ chiều nay sư phụ xếp luôn anh ơi. À, cái này phiêu nữa nè. Rồi bây giờ chơi tiếp tục cái này cho anh em chơi tí nữa nha. Mình mở hết cái dây ra tí, bọn kia bảo đổ mẹ chập lung tung ấy. À. Rồi bây giờ mình kiểm tra VS nha anh em nha. Đây mình kiếm cái hắc nè. Trời ơi VS, trời ơi, xe nhét này hư hết xe rồi sư phụ bữa này. Rồi, nhét này hư hết xe. Đâu rồi nhờ, kiếm con Novo nào cũng được nhờ. Đây ABS thì thôi cái này để tối đi. À, nhớ nha anh em nhá. Đó. Rồi những anh em nào nồi niêu xong chào thì comment nhé. Cái bộ này thì ok này, ok. À, số lượng có khoảng 30 bộ nha anh em. Đây 30 bộ nha. Đây đẹp không anh em, nhìn thấy VIP không? Đây. Đó, cái này là từ cái rắc từ ECQ. À, là IC cấp 3 dây này. Đó, cái này là 3 pha điện áp. Nhớ cứ cắm vào. Rồi cái này là VS và APS. Cái này chúng ta có thể kiểm tra được CKB rời sống và chết, hoặc là nối vào ở dưới mâm điện để cho xe khởi động lúc nãy. Còn bây giờ muốn kiểm tra CKB khi đi mua về, cắm vào đây. Đấy, nó sẽ hiện thị cho chúng ta 5 bóng đèn. Rồi hàng VIP to nha anh em. Nè APS nè, VIP nè. Đấy, tối nay hẹn anh em 20:30 mình review nốt. À, VIP ông anh em. À, rồi nồi này anh em nào giờ comment này. Nồi bao anh em chống rung nha. Đó, anh em nào ok chốt nha. Mình có khoảng 20 bộ nha, mới xong. Rồi, anh em nào ok này, Vision này hiện tại đang có 4 bộ nha. Ok, Vision này liền chuông nè. Đó, Vision nè. Vision còn quá 4 bộ nè anh em ơi. Đó. Ok. Đấy anh em là chốt thì chốt nha. Rồi. Ok, làm luôn đi anh em ơi. Khá là nhiều nha. Đó, thùng nè anh em nè. Rồi, IC Exide 215-219. Anh em nào cần thì comment nha. Đó, IC mở tour, IC zin à, anh em nào cần thì comment. Rồi, cái này mình remap cho anh em rồi. Đấy, cái này được mang ký hiệu 2ND0. 2ND0. Rồi, cái này 219 nha anh em nha. Đó. Rồi, anh em nào mua ad lâu lâu mới có, cái này mang ký hiệu 2ND2, cái này là của Adside 219. Rồi, ad 219 mình có khoảng 3 cục. Đây. Mình có 4 cục, anh em kia mua 2 cục còn 2 cục. Đây. Đó. Đây. Rồi, tặng anh em bao bì luôn, về nhà xỏ vào là ngon. Đó. Còn anh em nào mua ad 215 mà thiếu cái bát này, ok, mình tặng luôn cho anh em khỏi cần độ bát. Ê, về nhà bắt 2 ốc T10 và là xong. 2ND0. Đấy. 2ND2, S25, 218, S29. Đó, các bạn nào cần thì comment.
Đó, comment ủng hộ Đình Tuấn. Đó, cái bộ này thì giá rẻ, ăn tiêu cũng hết. Là một bộ về nhà chúng ta kiểm tra điện áp, IC cấp xuống, VS vân vân. Rồi. Rồi video đến đây xin phép được tạm dừng. Anh em nào cần cái gì thì comment cái đó. À. Ok. Tuấn cho mình số tài khoản nhá, Zalo 0909755 nổ tài khoản. Bao ship tặng bộ tài liệu luôn, về nhà tặng bạn bè. Ở đây tài liệu OCK. Đây tài liệu khá là mới nha. Đó, mua cái này thì không thể nào thiếu cái này được. Đây là mình tri ân vào tháng 7 nha. Qua tháng 7 là hết nha anh em nha. À. Ok, ok cả nhà nha. Đó, nổ tài khoản nha anh em. Rồi, video đến đây xin phép tạm dừng. Còn nếu 2 đến 3 ngày nữa anh em nào có nhu cầu học trực tiếp đó, thì vui lòng liên hệ với Đình Tuấn. 3 ngày nữa chúng ta sẽ học tại Bình Định. À, học ít thôi, cái quan trọng số tiền, học một người nó sẽ giá rất cao. Đấy, anh em nào ok tới đây đủ công nghệ cho chúng ta chơi. Thank you, video đến đây xin phép tạm dừng. Chúc toàn thể anh em, quý vị thợ sửa xe máy, khách hàng gần xa trên toàn quốc lãnh thổ Việt Nam có một buổi trưa vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Hẹn quý vị vào đêm nay 20:30, Tuấn lại tiếp tục live stream chia sẻ cho quý vị. Thank you mọi người. Chủ này có thể lấy iPhone quay lưu lại không?